Còn bây giờ sẽ là gói tiền thưởng. Em chọn số 2. Số 2. Mà ra 1 triệu cái là bà vợ quê hoài luôn á. Quê mà lục đục với chồng. Và trong số những nghề còn lại thì bạn sẽ chọn nghề gì? Để cho vợ em quyết định. Cứu hộ đi. Cứu hộ. Trước khi lựa chọn ai là người phù hợp với công việc này, tôi xin nhắc các bạn là các bạn vẫn có 3 quyền trợ giúp. Bỏ đi những người không phù hợp với công việc. Hỏi nhanh đáp nhanh 1 phút và đặt ngôi sao may mắn. Bạn bình luận bây giờ ra ý kiến vậy đi. Cái dòng trước hồi nãy chớp nhoáng lắm mà bị sai á, là do sao không? Khổ hỏi ý kiến chị em mình. Đó, cho nên bây giờ vậy đi. Mình sẽ sử dụng cái quyền loại trừ, loại đi một nửa số người không phù hợp với cái nghề cứu hộ. Sau đó dựa trên những người còn lại, mình hãy bình luận. Bây giờ đừng có loại trừ. Tại vì bây giờ cái nghề này em thấy quá dễ đoán. Không dễ đâu. Rất là dễ luôn á. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy mọi người có nghe lúc mà mấy người kia chia sẻ không? Chỉ có một người duy nhất thôi. Họ chia sẻ cái quan điểm sống của họ là gì? Tôi là Hữu Lưng. Tôi là người trầm tính. Tôi không thích nói nhiều và chỉ hành động. Chỉ thích hành động, không thích nói nhiều. Nghề cứu hộ là phải hành động. Nhưng mà mình không thể nhìn vào mắt hình dong được chị ạ. Giống như cái bạn số 5 ấy, không thích yếu đuối nhưng mà đánh đàn tranh. Thôi, hai vợ chồng tự chọn đi. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc ạ. Các bạn muốn dùng sự trợ giúp nào không ạ? Loại trừ hai anh đi cho xong anh. Trợ giúp, loại trừ, bắt đầu. Như vậy là hai người loại trừ, đó chính là số 2 và số 4. Chúng ta còn lại 1, 3 và 6. Còn anh số 6 với anh số 1 thôi. Anh số 1 nhìn có vẻ giống là một anh cứu hộ hơn. Nhưng mà con gái mà cứu hộ thì cứu hộ cái gì anh? Có chứ, em phải nhớ là có những người đàn ông không biết bơi. Đàn ông mà lao xuống cứu là họ càng vùng vẫy, cả hai người rất dễ cùng chết đuối. Nhưng nếu như một người phụ nữ mà lao tới thì tự nhiên người đàn ông ở dưới nước họ bình tĩnh hẳn đi. Và bây giờ các bạn sẽ lựa chọn số. Thôi, ngôi nhà này anh đâu có tiếng nói. Đừng chọn số 1 nha, đúng đó. Không nghe lời chị chọn số 1 á thì chọn sai rém mà chịu nha. Thôi, hai đứa mình như hai đứa áp đặt ra. Và mời Linh My, em hãy quyết định thật nhanh nào. Số 1. Số 1, chốt. Như vậy là các bạn đã lựa chọn số 1 là phù hợp với công việc cứu hộ. Kết quả không chính xác. Một lần nữa không chính xác, một lần nữa lỗi lầm thuộc về người chồng. Và bây giờ hãy cùng xem gói tiền số 2 bao nhiêu. 1 triệu. Em ơi, 25 triệu mới xuống nữa nha em. 1 triệu. Đó em. Ôi ơi, trời ơi. Ê, thấy có miệng em Linh không? Ôi giời ơi. Linh My, anh nói với em là một người có trực giác rất tốt. Em là người chọn số 2 về gói tiền thưởng. Ra 25 triệu là số tiền rất lớn. Đáng lẽ ra em nghe theo mình thì có phải mọi thứ đã khác không? Em cái gì cũng hay, dở mỗi cái là dại dai thôi. Và bây giờ hãy cùng xem nhá, ai mới thực sự với công việc cứu hộ. Mà, số 6 đó mà. Chính là khách mời ở vị trí số 6. Và chúng ta xin được mời vị khách số 6 tiến lên phía trước. Nghe giọng nói của anh từ lúc giới thiệu, nếu được lựa chọn tôi cũng sẽ lựa chọn anh là người làm nghề cứu hộ. Tôi nhìn thấy anh ở một cái sự điềm tĩnh. Một người khi mà cứu giúp những người khác thì những cái người khác đang ở trong trạng thái hoảng loạn, thì bản thân chúng ta là những người cứu phải cực kỳ điềm tĩnh. Bởi vì khi điềm tĩnh thì chúng ta mới có thể giải quyết được những tình huống xung quanh. Và nhìn cái cách ánh mắt của anh, nhìn cái cách anh nói rất là vừa đủ, không nhanh không chậm, thì tôi đã đoán được một phần cái công việc của anh rồi. Chỉ có điều là một số người không nhìn ra. Tôi muốn anh hãy giới thiệu về mình thêm một lần nữa, về công việc của mình. Anh làm công việc này bao lâu rồi? Và kỷ niệm nào đáng nhớ trong công việc của anh? Vâng, có lẽ là chương trình này tôi nói thì tất cả các bạn phải buồn. Bởi vì chương trình đúng ra phải có những nụ cười. Nhưng mà đối với tôi là công việc cứu hộ tình nguyện thì ngày nào tôi cũng phải có một kỷ niệm buồn. Phải có một người ra đi, phải có một người phải là thương tật vĩnh viễn. Bởi vì là tai nạn, đuối nước, hỏa hoạn. Và phụ nữ khi không có tiền để mà sanh đẻ, hoặc là người đó rơi vào tình trạng là bị bệnh mà không có tiền điều trị,
tất cả thì do chính tôi vận động từ tất cả bạn bè trong và ngoài nước, và tính thân bản thân tôi và tất cả đồng đội hơn 60 người sẽ trợ giúp cho tất cả những hoàn cảnh đó. Và riêng tôi thì có một kỷ niệm là em tôi không may đã phải ra đi từ khi tôi còn bé. Cho nên kỷ niệm đó đó là động lực để cho tôi cứu giúp mọi người khi mọi người cần tới. Và tôi biết là anh đang rất là xúc động, bởi vì trong cuộc sống mang điều tốt đến cho ai đó, nếu mà khi chúng ta gặp thì nó rất là bình thường, nhưng chúng ta coi đó là một công việc hàng ngày thì thực sự đó là một cái gì đó rất là cao cả. Bởi vì ai cũng muốn sống cho mình, ai cũng muốn mình được tốt, ai cũng muốn mình được hưởng những thứ mình làm ra. Nhưng không phải ai cũng cứ ngày nào cũng sẽ dành tâm trí của mình, sức lực của mình để đi cứu giúp những người khác. Và có lẽ rằng những cái kỷ niệm đó của anh đã giúp anh trở thành một người như thế này. Và tôi tin là em anh dù có đang ở đâu cũng sẽ tự hào vì anh. Có thể em anh không phải là một người may mắn để có thể còn trên cõi đời này, nhưng em anh đã tạo ra một con người cứu giúp được rất nhiều những người khác, đúng không ạ? Và anh hiện nay đang sinh sống ở đâu, và anh có nhớ là anh đã cứu giúp được bao nhiêu người không? À vâng, à, tính tới thì tới đến nay từ khi thành lập là 30 tháng 4 năm 2014 cho đến nay thì đã đưa cấp cứu trên 8.000 trường hợp. Thì từ vụ việc mà các bạn đã coi trên YouTube, trên Facebook về việc mà một em gái ở Bến Tre chạy trên chiếc xe mà taxi vừa quẹo mà chạy tông và đập đầu vô cái cống nước không ai cứu, trong khi đó rất nhiều người đã đến đó. Nhưng tôi xem cái cảnh đó mà tôi phải khóc, bởi vì tôi nghĩ là nếu mà như tôi ở bên gần đó thôi thì có thể là tôi có thể là đem lại sự sống cho em đó. Và tôi quyết định là cuối tháng 12, tức là đầu tháng 1 năm 2020, tôi sẽ xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện giờ tôi đã sẵn sàng hai chiếc cấp cứu, đó là mang tên đội cứu nạn giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra đời để giúp đỡ bà con trong những lúc bà con bị nạn. Vâng, như vậy là anh sẽ chính thức ra mắt đội cứu nạn giao thông. Và đội cứu nạn giao thông của anh hiện nay có bao nhiêu người đến lúc này chị ạ? Vâng, hiện giờ thì trên tại tỉnh Tây Ninh thì mình có trên 60 thành viên rải rác trên tất cả địa bàn tỉnh Tây Ninh và các huyện. Vậy thì các anh sẽ lấy kinh phí hoạt động như thế nào? Vâng. Nói về kinh phí hoạt động thì những trường hợp mình muốn cần giúp đỡ, ví dụ như là hai ngày trước có một phụ nữ là chồng bị không may là bị ung thư mất, thì bị người vợ bị cha mẹ chồng ruồng bỏ, rồi cuối cùng phải bỏ đi lang thang và rơi vào tình trạng là bị không ổn định về mặt thần kinh. Đó, trong tình trạng đó là không còn tinh thần nữa, và đến khi mà không biết làm sao mà đi tới Tây Ninh và có dấu hiệu xanh. Cuối cùng thì anh em đội thông báo là mình lập tức là cho anh em đội phải chuyển vào bệnh viện. Thì chuyển vào bệnh viện trong vòng 3 phút thì là phụ nữ đó đã xanh và mới vừa ra đời một bé trai kháu khỉnh. Thì toàn bộ số tiền đó thì mình đã vận động từ cái quỹ có sẵn, quỹ có sẵn đó để mà rút kinh phí ra để đóng tiền viện phí, tiền sữa, tiền tất cả. Nói chung là giúp đỡ trong lúc nguy kịch nhất. Và bây giờ sẽ là lúc mà tôi tin là nhiều khán giả đang xem muốn biết là nếu như gặp những hoàn cảnh như vậy thì làm thế nào để tìm tới các anh. Các anh có số điện thoại liên lạc hay là có một cái nơi nào đó để mọi người tìm tới không ạ? Vâng, thì chắc có lẽ là trong số ở đây thì có ai cũng vẫn biết. Cứ lên YouTube thì ra là Hiệp sĩ Đặng Văn Phúc hoặc là Đội Cứu Nạn Giao Thông Tây Ninh Đặng Văn Phúc thì tất cả là sẽ ra. Vâng, và một tràng pháo tay ạ. Dạ, thiệt ra thì em nghe câu chuyện cũng rất xúc động. Tại vì chị em tụi em thì bình thường là đi làm mỗi ngày, không có quá nhiều thời gian để mà tiếp xúc đến những cái hoàn cảnh mà mình cần giúp đỡ. Cho nên em nghĩ là có những cái đội hiệp sĩ như là của anh và những cộng sự của anh thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời trên thế giới này, có thể làm được cho nhau bởi những con người sống gần gũi và chan hòa tình cảm như vậy. Thiệt ra thì em cũng có chút xíu quà. Em nghĩ nó không là gì hết, nhưng mà em hy vọng nó sẽ giúp đích được cho anh cũng như là cái quỹ của mình có thể hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh nào cần giúp. Chắc em xin phép em xin đóng góp một chút xíu phần quà của em, là chắc em sẽ gửi cho vào quỹ của mình 10 triệu nha anh.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. À, vâng, thì mình xin thay mặt cho những người mà hoạn nạn được cứu giúp thì cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn các anh đã giúp tụi em làm những cái việc này. Dạ, cảm ơn các anh nhiều lắm. Xin cảm ơn anh một lần nữa. Chúc anh thật nhiều sức khỏe ạ. Hẹn gặp lại anh một ngày gần nhất.